Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là chiều thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 1.854 USD trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.850.64 USD và mức cao nhất là 1.856.35 USD trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 104.539 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, đứng ở mức 22.400 USD trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm nhẹ, với tỷ lệ giảm là 0,30%, hiện tại đang đứng ở mức 3,944% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 79,210 USD trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới mở cửa tuần giao dịch mới trong xu thế giảm. Giới phân tích cho biết tuần này có hai sự kiện quan trọng đối với thị trường vàng, bao gồm các cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell và báo cáo việc làm tháng 2 của nước này. Theo nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Onera nói rằng, ông ấn tượng với sự bứt phá của vàng trong tuần vừa rồi, nhất là trong bối cảnh lợi suất trái phiếu của bạc Mỹ duy trì xuống tăng, trong đó lợi suất kỳ hạn 10 năm vượt 4%. Trao đổi với trang Kiko News, ông Moya nói thị trường vàng có thể biến động mạnh trong tuần này vì cuộc đầu trần của ông Powell và dữ liệu việc làm tháng 2. Ban đầu, chúng ta có thể giá vàng sẽ chịu áp lực giảm, nhưng giá vàng có thể mạnh lên sau khi báo cáo việc làm được công bố, vị chuyên gia này chia sẻ như vậy. Vào ngày thứ ba, Chủ tịch Fed sẽ có cuộc điều trần về báo cáo chính sách tiền tệ mỗi năm 2 lần của Fed trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện. Tiếp đó, ông có cuộc điều trần về cùng chủ đề trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ viện vào ngày thứ tư. Theo ông Moya, ông Powell có thể vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn trong cuộc điều trần tuần này. Ông ấy không thể thay đổi ngay lập trường cứng rắn vốn có và sự cứng rắn đó thể hiện vàng giảm giá trong nửa đầu tuần. Thông điệp cao hơn lâu hơn sẽ được đưa ra một cách chắc chắn, vị chuyên gia này cảnh báo như vậy. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên sự cứng rắn trong chính sách tiền tệ của Fed càng duy trì lâu sẽ càng gây bất lợi cho giá vàng. Trong trường hợp dữ liệu việc làm xấu hơn dự kiến, triển vọng lãi suất thắt chặt nhiều hơn sẽ yếu đi, áp lực mất giá đối với vàng sẽ được giải tỏa bớt. Còn ở chiều ngược lại thì nếu có nhiều việc làm mới hơn so với dự báo, sức ép mất giá đối với vàng sẽ tăng thêm. Còn theo chiến lược gia thị trường cấp cao của LGO Future, ông Faicholi cho rằng trong ngắn hạn vàng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các dữ liệu kinh tế Mỹ là nhân tố quyết định đường đi của chính sách tiền tệ của Fed. Các báo cáo việc làm như là CPI, PPI sẽ rất quan trọng đối với hướng đi của lãi suất và giá kim loại quý. Nếu lợi suất trái phiếu còn cao, thật khó để vàng sẽ tăng cao hơn, theo ông Choli nhấn mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến đầu giờ chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống giảm nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào ở mức 66,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,87 triệu đồng trên một lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,85 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,80 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua, giảm 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Còn với giá nhận bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đến đầu giờ chiều ngày hôm nay thì vẫn duy trì xuống giảm nhẹ, mua vào mức 53,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 54,30 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường tiền tệ, đến đầu giờ chiều ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thì vẫn duy trì xuống tăng nhẹ, mua vào mức 23.530 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.900 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và bán ra. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì vẫn duy trì xuống tăng giảm trái chiều, hiện tại mua vào mức 23.720 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.820 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 10 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, tăng 40 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.615.000, bán ra 6.685.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 700.000 đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này hiện tại đang là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.615.000, bán ra 6.687.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.615.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 15.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Doji Hà Nội mua vào 6.615.000, bán ra 6.680.000. Phú Quý SJC mua vào 6.615.000, bán ra 6.685.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.616.000, bán ra 6.683.000. Giảm 2.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Mi Hồng SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.670.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.635.000, bán ra 6.685.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.620.000, bán ra 6.740.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.615.000, bán ra 6.680.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.615.000, bán ra 6.687.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì xuống giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.615.000, bán ra 6.687.000. SJC Huế mua vào 6.612.000, bán ra 6.683.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.610.000, bán ra 6.687.000. SJC Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.615.000, bán ra 6.685.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.617.000, bán ra 6.690.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.615.000, bán ra 6.687.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.613.000, bán ra 6.687.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại điều chỉnh tăng giảm trái chiều trong khoảng từ 20 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là trong khoảng 2.000 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.340.000, bán ra 5.430.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.340.000, bán ra 5.440.000, cùng giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng bộ số 9 mua vào 5.320.000, bán ra 5.390.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.206.6000, bán ra 5.336.6000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.857.9000, bán ra 4.057.9000. Vàng 14K mua vào 2.957.7000, bán ra 3.157.7000. Vàng 10K mua vào 2.062.9000, bán ra 2.262.9000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.